Vào một ngày đẹp trời, có một anh chàng ăn mặc bảnh bao đi dạo phố trên chiếc ô tô của mình. Anh dừng lại tại một quán cà phê. Anh ngồi xuống và người phục vụ đi đến hỏi anh cần dùng gì. Anh gọi một cốc cà phê và tay vẫn đang cầm điện thoại nhắn tin. Một lúc sau, cô phục vụ mang cà phê ra. Anh lịch sự cảm ơn cô. Ngồi nhâm nhi một cốc cà phê, tâm trạng thư thái, anh chợt nhận ra mình cần phải gọi điện cho một người bạn. Anh nhìn xuống mặt bàn thì không thấy chiếc điện thoại đâu cả. Anh liền đứng dậy, tìm xung quanh chiếc bàn và ghế nơi mà mình đang ngồi, nhưng vẫn không thấy chiếc điện thoại của mình. Anh bắt đầu lo âu, nhìn xung quanh với ánh mắt đa nghi với những người đối diện. Anh nhớ ra người phục vụ lúc nãy mang cà phê và nghĩ rằng chắc chắn người phục vụ đã lấy điện thoại của mình trong lúc mình không để ý. Anh gọi cô phục vụ ra ngoài và bắt đầu chất vấn cô gái. Cô gái rơm rớm nước mắt, lo lắng và sợ hãi, nhưng cô vẫn quả quyết rằng cô không liên quan đến việc mất điện thoại của anh. Sau một hồi chất vấn, anh tức giận và phẫn nộ, tin tưởng rằng chỉ có thể là cô ấy đã ăn trộm chiếc điện thoại của mình. Trong cơn tức giận, không kiềm chế được cảm xúc, anh đứng dậy, giơ tay, chuẩn bị tát cô gái vì nghĩ rằng cô đang ngoan cố phủ nhận hành vi của mình. Không ai khác, cô chính là kẻ trộm. Anh quay ra nhìn chiếc điện thoại dưới sàn. Tâm trạng nửa vui, nửa ngại ngùng, anh liền quay ra và xin lỗi cô gái với sự ân hận trong lòng vì việc phán xét vô căn cứ của mình. Đừng để sự tức giận làm chủ bản thân mình. Hãy luôn nhìn nhận thấu đáo mọi sự việc và luôn tỉnh thức làm chủ mọi cảm xúc của bản thân để chúng ta không phải xảy ra những sai lầm đáng tiếc.